Xin chào tất cả chú bác, anh chị em, bạn bè gần xa mình. Chào tất cả các bạn đam mê câu cá. Hôm nay là ngày 8 tháng 4, em xin phép lên một video gồm 24 mã nha. Đó, em hàng bên em là hàng cập nhật liên tục, hàng mới về liên tục à. Nó em lên cho anh em mình tha hồ mà lựa nha. Giá cả thì em cân chỉnh cân đối rồi, em bán giá thì anh em có thể tham khảo nhiều nơi. Nói chung giá thì sát luôn nha. Nói chung em cân đối giá sát rồi để anh em mình có thể cơ hội mua những cái hàng tốt nhất có thể nha. Đó, về cái phần phí ship cũng như vậy thôi, thì phí ship mặc định bưu điện nó tính bao nhiêu thì anh em trả bấy nhiêu ha, trung bình tầm khoảng 30 đến 50 ngàn trên một đơn hàng đó. Rồi về cái phần chốt đơn thì quý anh em mình vui lòng chốt qua số điện thoại hoặc Zalo của em là 0919192035 nha, em không chốt đơn với hình thức khác, mong quý anh em thông cảm với dùm em. Nói về cái việc bao ship á, thì ví dụ anh em mình chuyển khoản trước 100% lúc nào cũng được bao ship, hoặc là anh em mua hai đơn trở lên sẽ được bao ship hoàn toàn, đó là cái phần em hỗ trợ riêng cho quý anh em mình. Đó rồi, anh em có thể xem kỹ à, tham khảo thêm. Đó thì chắc chắn quyết định mua hay chốt mua nha, để mất công phiền phức lắm, ship đi ship về nó phiền lắm. Đó, em thì ví dụ mà không nhận hàng với lý do mà không chính đáng thì em lóc sạch hết. Đó, để mất công phiền lắm, nhiều khi em bán đi hàng mình không bán được mà vận chuyển hư hao, gãy vỡ nữa về mình bực bội thêm, mất công lắm, cái rủi ro nó cao lắm. Đó, rồi không mất thời gian em xin phép lên video luôn ha. Đây, con máy đầu tiên gửi đến em mình là con máy Daiwa Long Cast Bull ST 7500. Đó, con này thì chạy sức nhiều anh em, con này hàng của con Daiwa nội địa Nhật da băng nè, chạy sức nhiều. Đây, full carbon nha anh em, toàn thân carbon hết. Đó, full sóng toàn thân carbon, con này có dây bia sẵn trong máy luôn nè. Cái thông số cước số 2 vô 200m, cước số 3 150m, cước số 4 vô 100m, con xe thật tầm khoảng 3.000, 2.500 nha nè, khoảng 2.500. Con xe thật tầm 2.500 nha, đổ tay trái phải được hết. Hoạt động mượt mà, không lấy làm gì hết nha nè. Con này mã số 1 bán với anh em mình là giá 380.000 nha. Mã số 1 380.000. Rồi, tiếp theo lên cho anh em mình một mã số 2 là con máy Shimano GS 5.000 nha. Con này xe thật tầm khoảng 7.000. Cặp con lai con cũng full carbon nè, hàng Shimano. Ủa, hàng Daiwa chứ, Daiwa lộn nha, sorry nè, Daiwa GS 5000 nha. Con Shimano. Ủa, con Daiwa lộn, Shimano hoài, nó giống Shimano nó hoài, con Daiwa nha. Daiwa GS 5000 xe thật tầm khoảng 7000 full carbon hết. Cước số 6 230m, cước số 7 vô 200m, cước số 8 vô 160m. Đó, hàng đầy đủ tem mát hết, không lỗi làm gì hết nha. Mô bin sống, đổi tay trái phải được hết luôn. Con này hàng nội địa Nhật, made in Japan nha. Rồi, con này thì mã số 2 bán với anh em mình giá là 800.000 nha. Mã số 2 giá 800. Mã số 2 giá 800. Rồi, tiếp theo lên cho anh em mình cái cần số 3. Cái này là cái cần 3 khúc 2 ngọn nha nè. Đây, cần rất mới, chất liệu là phíp nha, hàng phíp mắc tiền nha nè. Nó fan Fuji luôn. Ủa, cây này fan Fuji luôn trời. Cây này hàng của con Olympic nha. Một ngọn cứng 120, một ngọn cứng là 80 nha anh em. Hai ngọn rất cứng. Ba khúc 2m7. Hàng Olympic. Cây này hàng nội địa Nhật, chất lượng là phiếp mắc tiền, fan Fuji hết hai ngọn. Giá rẻ thúi luôn. Cân nặng tổng thể của nó 466g tổng thể của hai ngọn. Một ngọn là 2.8 và một ngọn 2.1. Rồi, cây này mã số 3 bán với anh em mình giá 600.000. Bèo nhẹo luôn, để thú quắc luôn. Tiếp theo lên cho anh em mình một cái cần tay, cây này còn luôn cái bao cần nha, cái cần tay lóng ngắn. Cây này nó thu gọn 50 cm, 48-50 cm nha. Đó, cây này hàng carbon. Dài 4,5 m, dòng cứng đều nha nè, carbon nè. Đó, cây này hàng made in Korea, sản xuất Korea, xuất Nhật, có tem Korea dưới này. Cái foil cũng vậy, nói chung cái foil còn rất mới nha. Foil rất mới. Cây này cứng nha anh em, cứng thẳng tầm khoảng 4H nha anh em, thẳng tưng. Cứng thẳng tưng khoảng 4H, ngọn nguyên zin nguyên bản hết. Cây là nguyên zin nha, nguyên zin nguyên bản. Ngọn cong chiếc cờ luôn, gần chiếc o luôn không. Rồi,
Cây này thì thông số của nó cân nặng 120 gram, ngọn 0.6. Rồi cây này mã số cây này mã số 4 bán giá 600 nha. Tiếp theo lên anh em mình cứ cần cái cần đây, cần rất đẹp nên lâu lâu mới gặp lại cây này nha, nàng hàng của NFT Swiss. Nạp tay bù lớp nha, cứng 15 dài 2m4 như nè. Nói chung mấy cái này lâu lắm rồi mới xuất hiện. Mấy cái này có thể nói là hàng hot luôn. Rất đẹp, anh em vừa chơi vừa sưu tầm nha. Hàng của nạp tay bắt mắt Fuji tem vàng. Nạp tay bù lớp nha, sóng 2 da. Ngoại hình nó có xây xước sát nhẹ nha nè. Xây xước sát nhẹ nè, nhìn kỹ mới thấy nổi nha. Lướt qua không thấy đâu. Đây tất cả đều được fan Fuji, đầu bu Fuji mô chè nha. Đó, đầu bu Fuji nè. Cứng 15 và 2m4 cần rút. Đây, cái ngọn cũng sắn bù lớp 2 da tới ngọn này nha, đúng không? Đó. Rồi. Cây này cân nặng của nó là nó nặng 105 gram, ngọn của nó là 1,5 cm. Rồi cây này thì mã số 5 giá 1,2 triệu. Anh em nhanh tay chứ không nhanh tay là không mua được cái đó đâu. Cái đó có giống như hàng hot. Thì tiếp theo lên em cái súp carbon nha nè. Súp carbon này đẹp quá nè. Cây này màu sơn nhám nha nè. Súp carbon bắt máy Fuji, quen Fuji hết. Ski caster nha, ski dòng ski caster cứng 25 và 36. Tem xuất Nhật nha nè. Nè, khoen Fuji nè. Bắt máy Fuji, khoen Fuji hết. Đây, một màu xanh. Xinh ngời ngời luôn. Phôi nó còn bóng bẫy nha, bóng bẫy ngon lành luôn. Ngọn zin của nó luôn nha nè. 25 và 36. Cần nhỏ thon gọn, cần rất đẹp. Cân nặng là 320 gram. Ngọn của nó là 2,1 ly, 2 ly 2. Cây này mã số 6 giá là 900.000. Rồi tiếp theo lên cho em mình một cái cần dây trong 3 khúc nha. Cần dây trong 3 khúc, cây này hàng carbon. Bắt máy Fuji. Cứng 80 và 36 nha, 3 khúc. Thì nói chung cái cây này nó có lỗi nha nè. Em bán giá rẻ cho anh em về chơi thử cái dòng cần dây trong nha. 3 khúc 80, 36 thì cái lóng giữa nè. Cái lóng giữa em thấy nó có gãy, nó tháp lại nha. Nó gãy, nó hụt nè, nó hụt so với cái kia nè, nó không? Nó gục khoảng tầm hụt khoảng tầm 22 cm gì đó. Hụt trong khoảng đó nha. Thì nó còn khoảng 3m4. Nó gãy, nó tháp lại rồi, chỗ này là cái vết xước thôi. Đó, nó tháp rất là chắc chắn, em có thử rồi nha nè. Nói chung thằng này thợ này biết tháp nè, nó không có bị kênh kiểu, nó không có bị sụt xịt, rất chắc chắn nha. Thì em bán giá rẻ chỗ này cho anh em mình về chơi, lưu ý. Đó, cây này thì cứng 80, hiện tại còn 3m4. Nặng là 320 gram. Ngọn của nó là 3 ly. Rồi, cây này mã số 7 giá 300.000. Tiếp theo lên cho quý anh em mình một cái cần tay trợ máy nha. Cây này hàng của Nissin, nội địa Nhật nha nè. Nissin nội địa Nhật nha. Đó, bắt máy Fuji. Nissin Rod Square này, dòng mắt tiền, dòng cao cấp của Nissin nha, dòng Rod Square nè, dài 5m4. Cây này cứng tầm khoảng 4H nha nè. 4H hơn nha. Mấy cái dòng cần mà tay trợ máy này lúc nào nó cũng thẳng, thân nó cứng lắm. Đây nó còn luôn nắp nút đầu cần nha. Anh em nó quý là mấy cái cần tay trợ máy này nè, lúc nào nó cũng cứng toàn thân hết á. Phôi còn ngon lành nha anh em. Phôi còn 47 nha, vẫn có xước sát nhỏ một vài chỗ nha, mà nhìn sơ qua không thấy đâu. Đó, tổng thể là phôi còn đẹp. Đây, cặp con xoắn nè. Đó, ngọn nè.
anh em không thích về anh em tháo và anh em làm cần tay thôi. Dài 5m4 khoảng 4h, 4h rưỡi. Đó. Cân nặng cây này. Cái cân quá trời tức. Ngọn cây này là 1 ly. Cân nặng 170g, cây nằm ở số 8, giá là 1.100.000. Cây này ngoài đẹp. Rồi tiếp theo lên cho nên mình, cái này nó dạng như là hai chi cần rút đây nè. Dạng hai chi cần rút hoặc là cần khoan lớn anh em quấn lăn xê cũng được nè. Cây này đẹp lắm, hàng quen Coron. Đó, cây này là hàng của Korea xuất nha nè, là thiết kế rất đẹp nha. Từ cái cán cần, chui cần. Thiết kế cây này rất đẹp nha, bắt máy Fuji, phim Fuji hết. 20 và 1m8 là cứng 20 và 1m8. Made in Korea, sản xuất Korea nha. Cần này sơn nhám đẹp lắm. Nói chung cần rất mới. Cần rất mới, sơn nhám đẹp lắm. Khoen là khoen Fuji nha nè. Cây này tất cả được khoen Fuji hết. Đó, nó có nước nhẹ chân khoen chỗ này một tí nha. Chỗ này anh em chấm keo lại anh em câu bình thường, không ảnh hưởng gì hết. Đó. Nè, nó có định vị khoen nữa này nha. Ngọn carbon có định vị nè. Có định vị khoen luôn nha. Đó, 20 và 1m8 cần nguyên bản của nó. Rồi, cây này cân nặng của nó là 110g. Ngọn 2 ly đúng. Rồi, cây này mã số 9 nó bán giá 600 nha. Tiếp theo lên anh em mình ISO khoan lớn nha nè. ISO khoan lớn cây này hãng Contactic Enjoy. Đó, thì tích điện do cái này carbon sắn hai da như nè. Nè. Đây, sắn có lóng góc của sắn hai da, sắn về cái chép hai da nè. Chỗ này nó có vết sờn nha. Vết sờn này về anh em có cana anh em đánh luôn hết, bay hết luôn. Đột 3 và 4m5 nha. Bắt máy Fuji. Tên Fuji hết. Nguyên một bộ khoen Fuji luôn. Quá trời khoen luôn nè. Cây này anh em về anh em tháo ra anh em lấy được bộ khoen này để dành anh em hạ cần tay nó khoảng 6-7h, 7-8h gì đó. Em quýnh bạo lực em có nước thuốc chân nhẹ nhẹ của em chỗ này. Tại vì cái cây này em bán giá nó bằng cái phôi thôi, em mua phôi nên mà cần tay bán lời nha. Tại điểm nhỏ gọn rồi nè, carbon còn xoắn còn rất cống ngược nè. Anh em nào muốn lấy một cái cần tay nhấp ếch hoặc là làm cần tay cứng quýnh bạo lực rồi đó, quýnh cá tra rồi đó thì lấy cây này về hạ tay xuống, tháo khoen hạ tay dư được bộ khoen để dành ha. Cân nặng là 269g. Ngọn của nó là 1 ly 8, 1 ly 6. Cây này mã số 10, giá 700.000. 700.000 nè. Mua là lấy cái phôi là một tay cũng ngon. Rồi tiếp theo lên cho nên mình ISO hàng đai qua nha. Cây này hàng chất quá trời nè. Có chế độ zoom nó tem 7 màu luôn đó. Đây, cây này hàng con đai qua. Cái này hàng cũng đai qua nha nè, bắt máy đai qua đời cao Fuji chính hãng, đột 1.5 và 5m3 cân cái độ zoom nha, đai qua rồ. Đó, cây này là đột 1.5 và 5m3 nè, hàng Made in Thái Lan nha nè, dòng đời mới sản xuất tại Thái Lan, có công nghệ HS nè. Đó, zoom 4.5 5m3 nha, fan Fuji luôn. Đây, HVF chống nổ cần đời mới nè, anh em để dưới đây là anh em câu 4.5 nè, dài hơn anh em đút ra câu 5m3. Phôi bóng đẹp đàng hoàng luôn, fan xích. Cái này cũng là fan xích luôn nha anh em, fan xích đời mới luôn nha. Mấy cái fan này nè. Đó, lòng sứ của xích đời mới luôn đó. Nói chung cây này rất đẹp nha anh em. Cần nguyên bản của nó luôn. Ngọn long phụng. Rồi, thông số chi tiết của cây này. Ngọn của nó, ngọn này ngọn 0.8.
cân nặng 185 g. Rồi cây này thì mã số 11, giá 1,4 triệu nha em. Giá rất mềm, 1,4 triệu thôi. Rồi tiếp theo lên cho anh em, cái còn 3 khúc đẹp quá đẹp luôn. Còn 3 khúc riêng cho anh em quấn cá chép cá trê rồi nha. Cây này về quấn cá chép cá trê cá mè đồ ngay bài luôn. Cây hàng Daiwa đồ đi Nhật nè, tên là đi Nhật nè. Daiwa Bower Mesh cần rất đẹp. Avisot cho dòng cao cấp của Daiwa nữa nha anh em. Daiwa hồ lóc nè. Xoắn là xoắn hai da. Rất đẹp luôn, phen phui xám bắt máy nè. Máy đẹp ghê luôn. Đó, cứng 30 và 3m6 nha. Anh em làm chuyên quấn cá trê, cá rô phi rồi quấn chép rồi đó, hoặc cá chim rồi đó, mấy con đó mà lấy cây này quấn sướng luôn. Afumot Whisker, cây hàng cao cấp của anh Daiwa nha. Tất cả Fenguji hỗ trợ đồ bu xích nha. Mấy chỗ này dính dơ thôi, anh em chiều về chịu khó vệ sinh là rất đẹp. Cây cần là còn rất đẹp luôn. Đó, nội đi Nhật 100% nha. Giá bán thì giá hàng rẻ, hàng có 255 g, 36 mà nặng có 255 g thôi nha. Ngọn của nó 1,8 ly. Rồi cây này mã số 12, giá con 1,2 triệu nha. Giá bèo này, giá thê thảm luôn. Rồi tiếp theo lên anh em, đây còn suốt 3 khúc. Đây cũng là Daiwa Bowmes nè. Cũng là dòng Adobe Shock nè. Daiwa Bowmes nè. Vâng, sóng hai da rất đẹp nè. Phen là phen Fuji, bắt máy Fuji. Đó, 27 dài 4m nha. G-Bam Adobe Shock nè. Anh em có ai qua anh em có gặp chữ này rồi, hàng toàn là hàng mắc tiền, hàng cao cấp không, anh em cứ mua đi, đảm bảo không lỗ, toàn là hàng cao cấp thôi. Đây, nói chung phôi hai da rất đẹp nha nè. Xích 27 dài 4m 3 khúc, súp chiên như này quấn lục, quấn một bãi sao bờ, quấn lăng C, con ngâm cách tra đồ cũng được đó. Rồi cây này cân nặng 412 g, ngọn của nó là 2,8 ly. Rồi cây này thì mã số 13, giá 2,8 triệu vậy nè. Giá 2,8 triệu à, giá rất rẻ rất ổn luôn. 2,8 triệu vô cần. Cái cây này anh em mua Nhật, anh em mua giá nó rác lắm, không mua nổi đâu. Tiếp theo lên cho anh em mình có cần 2 khúc cây này Shimano Agot nha. Dòng này dòng nói chung là được anh em rất là dụng nha. Vừa chơi vừa sưu tầm nha. Shimano Agot, cây này ngọn càng cứng giá càng cao. Nó bắt máy là bắt máy Fuji Special đặc biệt nè, nó bị tóc có tem nè, cứng 30 và 2m1 nha. Dòng Agot mà sáng ít nè. Special màu này luôn nè, nên mà đọt mà cứng 100 nó lên là giá rất là mắc nha, rất là cao luôn giá đó. Những cây này 30 thì nên vừa chơi vừa sưu tầm, tất cả đều được fan Fuji hết, sáng ít toàn thân nữa nè, nội đi Nhật nha. 30 2m1, cân nặng là 240 g, gọn 2,1 ly. Rồi cây này mã số 14, giá 1,2 triệu nha nè. Giá cho anh em mình chơi và sưu tầm. Rồi tiếp theo lên cho anh em cây Heiichi rất đẹp. Đó, cây Heiichi cán dẹp nè, thì cắm nó trên bè trên thuyền rồi đó anh em câu ha. Dùng cần Heiichi 2 khúc. Nó bắt máy Fuji, cứng 30 và 1m8 nha. Heiichi cứng 30 rất cứng rồi đó. Như quay cây này hàng nội địa Nhật của Ebisu nè, hãng này hãng nội địa Nhật. Đó, cái phen rất đẹp, cái này cũng là phen Fuji nha, nhưng cái dòng sứ dạ quang màu đỏ nha. Thay vì dòng sứ dạ quang màu xanh anh em hay thấy thì nó là màu đỏ. Nhìn cái cần mình rất đẹp nha, rất đẹp và rất là lạ nha. Màu đỏ đỏ nó hợp với cái cần luôn nè. Nhưng mà cũng mới thấy cái phen màu này, trước giờ toàn thấy phen Fuji vẫn quang màu xanh thôi mà. Bữa nay mới thấy vẫn quang màu đỏ. Cân nặng 175 g. Ngọn 2,4 ly. Cây này mã số 15, giá 600.000 bạc nha anh em. 600.000. Rồi tiếp theo lên cho anh em mình một cái cần 3 khúc nha. Cái cần 3 khúc phải xích lá nè. Cần này thì đẹp, vô cùng đẹp. Chui cần rất đẹp nè. Cái tay cầm em hay thắc mắc tại sao nhiều người cái cần nó lại tặng cầm làm cái tay cầm này bằng kim loại chi, thì bữa nay em cầm em mới biết. Nó mát lạnh nè. Cầm vô sướng tay lắm. Nó mát lạnh luôn, cầm đỡ buồn ngủ hay sao á. Nè, Rock Kipler nè. Này, này bằng kim loại nha, nhưng mà nó không có nặng cái cần nha. Cầm rất là đẹp nha, rất là đã luôn. Đây, bắt máy Fuji tem vàng, cán mút có cán bằng, nó còn bọc màng co nha. Cứng 50 và 3m3 3 khúc, cần rất mới. Đây, Super Power Seashock. Cái này hãng của Nhật nha nè, nhưng mà cái hãng nội địa Nhật rất ít thông dụng, ít xuất khẩu ở nước ngoài nên mình không có biết được á.
Đó, khoen này phải xích lá hết nha, tất cả đều phải xích lá, đều bộ xích môi chè luôn nè, xích trong sáng như lòng. Nó cần rất đẹp, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 các bạn xích nha nè, 13 các bạn xích lá nha, cần rất đẹp luôn. Cân nặng của nó là 440 g, ngọn của nó là 21. Rồi cây này thì mã số 16 giá 1,5 triệu nha nè, số 16 giá 1,5 triệu. Rồi tiếp theo lên cho nên một cái con súp là tê acid nha, cây này thì đẹp hoàn hảo, tem vàng nội đi Nhật đây, sẵn bầu lớp góc luôn, dòng acid nha nè, nào tê bầu lớp acid đây, cứng 25 dài 4m nha. Cây này nói chung pho rất mới rất đẹp, 25 dài 4m. Nó chỉ có một cái là cái phen điều ba về của nó bị hư nha, phen điều ba về nó bị hư, thêm điều ba nó chân đen như thế này nè, nó bị hư. Em thay cái phen chân trắng vô nha, anh em nào mà không thấy này về, anh em có mua chai xịt đen anh em xịt vô, xịt hết chân đen hết nguyên này luôn, nó đồng bộ với này lại nha. Thì cái phen này chính thức là em thay, tại vì em không phen gãy em phải thay phen khác đó, còn lại tất cả đều phen cứ xám hết, có phen chân đen hết. Đây sẵn bồ lớp nè, những cái phen này nãy em thấy như nó có nước chân phen nhỏ nhỏ, chút em câu lại cái quay cái pho trước, nói chung cái pho còn rất đẹp nha em. Ngọn ngọn của sắn bù lớp hai da luôn, những cái chân phen chân đen đen này em thấy. Đúng rồi, tối mờ quá, có nước nhỏ chỗ này, này nha, nước nhỏ chỗ ngón tay nè, nước nhẹ chân phen chỗ này nè, đó dưới phen bên đây nữa nha, nước nhẹ chân phen chỗ này đây nè. Lưu ý nha, anh em mà mua thì lưu ý có hai phen như có đó, nên anh em dán keo câu bình thường à, không ảnh hưởng gì hết nha, không ảnh hưởng nhiều đâu, nên có phen khác thì anh em thay vô. Cân nặng là 423 g, ngọn 2,5 ly. Rồi cây này mã số 17 giá 1,8 triệu nha nè, giá 1,8 triệu. Rồi tiếp theo lên cho anh em cần lưu vip nha, một cái cần lưu vip 2 khúc đó, cán là nguyên cán gỗ bằng nha nè, cán gỗ bằng liền 1 khúc nha, super cheap. Cây này là bắt máy titan, full titan luôn nè, đó tất cả này là titan hết, titanium á. Cây này hãng của Summit, anh em có tìm chứ, Summit Super Cheap này ra nè, rồi trâu team spin như nè, anh em sẽ tìm ra ha, giá rất là mắc nha anh em, dao động trong khoảng 8 triệu cho đến 9 triệu một cây, tất cả các trang đều bán như vậy, hàng cũ đã qua sử dụng. Cây này nó dài 10 feet thì dài 3 m nè, lua từ 6 đến 28 g, tải màu từ 8 đến 20 là bao được khoảng 4 đến 10 kg nha, tất cả khoen full xích. Cây này dòng lua hệ nha, bản này bản xuất từ thị trường châu Âu đó, cái cần 3 m nó nhẹ như cần lua bình thường, cho chút em cân thử anh em biết cầm cảm giác rất là nhẹ luôn đó. Cái này là lua vip, tất cả phen full xích nha nè, có thể là phen này là em nghĩ em đoán là phen của phen titan, một titan đời cổ á, đời cũ á, nó không có đóng chữ titan trên cần đó. Cân nặng có 180 g nha nè, cần lua 3 m nha, cân nặng 180 g. Cây này thì size tầm khoảng m đó, một cần lua vip nha, giá trong khoảng vẹo cũng phải là 8 triệu gần 8 triệu cho đến 9 triệu một cây, thì giá em bán thì đâu có, ngọn của nó là 2,1. Rồi cây này mã số 18 em bán giá 2,5 triệu nha nè, anh em cứ tra giá thử ra rồi anh em coi nha, giá em bán 2,5 triệu, anh em cứ tra tham khảo thêm. Tôi còn luôn hết luôn vip nha, nhà tin luôn, cần 3 m nó còn 180 g mà trời, nhẹ hơn mấy cần lua bình thường đó, cần thu nhỏ nhỏ nữa. Rồi tiếp theo lên cho anh em một cái cần lua ở một cái cần ISO, hàng Shimano, ISO phen nhỏ, hàng Shimano nội đi Nhật nha, đây tem vàng nội đi Nhật luôn nè, nó bắt máy là máy Fuji đột 1 và 5m4 nha, nè, cái phôi nó bằng ngón tay cái em, cây này em lại về em lấy phôi này mà tay quấn mới đã nè, phôi carbon sống gần luôn á, nó phôi còn đẹp nữa nè, đó bọn sân gân phôi còn đẹp nữa nha, nói chung phôi còn rất là mới. Cái cây này là phen Fuji, nhưng mà nó cái đầu bu đã bị thay nha em, thay qua đầu bu đen khác, đầu bu này thì không phải đầu bu Hoshi nha, em thay luôn đó, đầu bu là bu thường, còn lại tất cả được phen Fuji hết. Đột 1 cái 5m4 anh em hạ tay cả 4h được đó nha em, cân nặng 213 g,
ngọn nó 1 ly 2. Rồi cây này mã số 19, giá có 600.000 nha nè. 600.000 về hotline cây phô này quýnh tuyệt ra luôn. Rồi tiếp theo lên cho anh em mình một cái cần lưu rút nha nè. Cây này hãng cũng đây qua lưu gần lưu rút nha. Đây qua Pacific Phantom. Đây 103TLFS đây qua. Thêm vài xuất nhật đây. Thì cái bắt máy quá Fuji nha nè. Cái chỗ này nè, nó bị co nó quéo lại về anh em hơi lửa anh em rút ra chỗ này giùm em ha. Về anh em chịu khó anh em hơi lửa từ từ anh em kéo chỗ bắt máy này ra, che cái ruột này lại nha. Nó không có bị lỗi, không có bị nứt gì hết. Không biết sao mà chuyển về nó cuốn này lên gì đó. Rồi còn lại cần rất đẹp nha. Đây thông số đây. Made in Thái Lan, hàng sản xuất Thái Lan nha nè. Dài 10 feet là 3 m. Nó lùa từ 5 đến 21 g, tải cá từ 3 cho đến 7 kg. Đây dòng Pacific VR nha nè, dòng dòng đời mới của ông Đài Quang nha. Lùa rút, cây này là fan Fuji xám. Cái fan này không đồng bộ nha nè. Hai cái fan này nè, rồi do cái fan kia về nó bị hư rồi, nó gãy banh chành rồi. Em lấy hai cái fan xám khác em thay vô những dòng xứ nó khác này ha. Mà vẫn là fan Fuji. Đó, đầu bu Fuji mua trời. Còn lại là phôi rất đẹp, rất mới nha. Đó. Đây, nói chung là phôi nguyên zin của nó. Cân nặng là 178 g, lua 3 m, 178 g nha, rất là nhẹ, ngọn 2 ly 1. Rồi cây này mã số 28, có mã số 20 giá 900. Mã số 20 giá 900. Tiếp theo lên cho anh em mình một cái lua một khúc nha, cây lua hàng Daiko. Lua một khúc liền nha anh em, không có tháo rời được nha. Một khúc liền. Đó, cây này hãng của thằng Daiko. Đây. Bắt máy chính hãng của nó luôn nè. Mas. Đó. Dòng Daiko nè, Daiko Mas nội địa Nhật nha anh em. Nó xanh L nha, thông số anh em nào chơi lua sẽ biết nha, xanh L thông số lua từ 1/8 đến 3/8 OZ. Nó tải cá từ 4 cho đến 10 là bao. Daiko nội địa Nhật nha, cái foil Daiko này khỏi phản rồi. Fan Fuxix. Một khúc Fan Fuxix nha. Nói chung là foil vẫn còn mới, vẫn còn bóng mượt. Đó thì cái đầu bu vận chuyển về nó bị đầu bu xích nè. Vận chuyển về nó bị móp méo chỗ này một tí nè anh em thấy không? Đó, về anh em bóp vẽ sửa đi mềm, hoặc là anh em thay luôn đầu bu chống sắn đời mới vô anh em câu cho tẹt ra ha. Còn lại là nguyên zin, phôi đầy đủ hết, không có lỗi lầm, chỉ bị cái đầu bu thôi ha. Xanh L. Rồi cây này cân nặng của nó là 127 g, dài 1m8 nha. Daiko thì anh em chuyên lua biết rồi nha. Daiko dòng cần VIP chuyên lua nha, ngọn 2 ly 8, 2 ly. Cây này mã số 21, giá 1 triệu nha, một khúc liền. Rồi tiếp theo lên cho anh em mình một cái cần zit đến bóp nha. Cây này thì giá tụt quần rồi, anh em không mua, không bao giờ anh em dám mua một cái cần zit khác để anh em chơi. Có một cái zit hệ như nè, giá cũng với 3 triệu 2 nè. Cây này hàng hãng của thằng Tifa nè. Cây này hãng rất là mắc tiền nha nè, em có thể tra giá thằng Tifa này. Cái zit cây nào cũng mắc hết slot đó. Cây này là cái lua mắc tiền nha, nhưng mà em bán giá là giá thanh lý luôn. Cây này là nó dài 2m4. Dài 2m4 nè, nó zip từ 20 đến 80 gram nè, nó tải cá từ 16 đến 20 là bao ha. Phen này phen full xích hết, to chà bá nền nè, xích đồng súng hết ha. Nguyên xi nguyên bản hết, không có hộp, không lỗi lầm gì hết nha, bao lỗi lầm từng cái luôn. Đó. Cây này cắm góc. Ngọn của nó là 3 ly, 28 3 ly. Tích 28 3 ly. Cây này nó tầm khoảng chắc tầm 300 g, 300-320 g thôi nha anh em. Đó, cây này mã số em đập hơi cân luôn rồi, mã số 22 giá 1,5 triệu nha. Số 22 giá 1,5 triệu. Rồi tiếp theo lên cho anh em mình một cái cần dây trong, cần VIP nha nè, cần Daiwa dây trong. Đó, cây này bắt máy titanium nha, ISO dây trong, một cây cần VIP nha nè, Daiwa Megari nè. Cây này thì anh em có tham khảo thử, không có cây nào mà dưới 4-5 triệu hết. Cây này là cây cần đời mới, hàng Daiwa Made in Japan nha, ngọn 1.7, dài 5m3. Cần rất đẹp, nó có chạy xước vài chỗ nhỏ thôi, fan Fuxix nha. Cần dây trong, cây này cần hệ nha nè, ISO dây trong cần hệ nha. Đây, foil còn mới chát, rất mới luôn nè, nó có công nghệ Super Interline nha.
trong tất cả cái dòng ISO dây trong, cái dòng này là mắc tiền nhất. Tất cả phân xích ngọn to luôn nha. Thì cây này nó tầm khoảng 250 gram nha anh em, em ước lượng như vậy nha. Còn thực tế là anh em muốn chính xác ngày mai em kiếm cái cân khác em cân báo lại cho anh em mình. Cân em đặt banh rồi. Ngọn là 2.8 ly. Rồi, cây này mã số 23, giá là 2.2 triệu nha anh em. Cây này thì em đánh giá là giá rất rẻ nha, lâu lâu mới được cây thì anh em là chốt chốt nha. Rồi, cây cuối cùng trong video hôm nay đó là một cây ISO nha, cây ISO phân nhỏ đây. ISO phân nhỏ hàng của Shimano nha. Đây. Nó chỉ nhẹ chỗ này thôi, còn lại rất đẹp. Tất cả đều phân Fuji hết. Đột 3 dài 5m4. Hàng của Singapore nha nè, sản xuất Singapore Shimano chính hãng Holiday. ISO phân nhỏ đột 3 đột to nha nè, đột 3 dài 5m4. Tất cả đều phân Fuji hết đây. Tất cả đều phân Fuji, phôi rất đẹp, rất mới luôn. Nói chung cây này phôi rất mới, nhìn chọc cái gốc nó chạy nhẹ cho thiết thôi. Đó, cây này cũng vậy tầm khoảng 300-305 gram gì đó. Trong khoảng đó ha. Ngọn carbon sắn nói chung là tất cả nguyên si của nó hết. Anh em nào quấn ISO cần đọc to đọc lớn thì cây này nha. Quấn chép thì hết bài luôn. Ngọn của nó là 1.6. Rồi, cây này thì mã số 24, giá 900.000 nha nè. Giá có 900.000 thôi. 1.2 triệu sale còn 900 đó. Đó là tất cả những video hôm nay. Thì anh em nào chốt đơn vui lòng chốt qua số điện thoại hoặc Zalo của em là 0919 192035 em doanh nghiệp nha. Rồi, cái cây này mới nãy em báo anh em cần dích là sale còn có 1.5 triệu thôi nha nè. Giá này rẻ rẻ bèo nhèo luôn á. Rồi, em xin kết thúc video tại đây ha. Em xin chào. Hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo.